vâng thưa quý vị nếu mà chúng ta vẫn cứ thường hay nghĩ rằng à, tàu hỏa chỉ có thể đi trên những đường dây khô giáo thì à, hình ảnh sau đây à, sẽ khiến quý vị phải suy nghĩ lại à, đó là những à, du khách ở thái lan vừa được tận hưởng chuyến tàu đi trên mặt nước à, đó cũng là lý do vì sao mà chuyến tàu này gọi là chuyến tàu nổi vé cho chuyến tàu đặc biệt này được săn lùng bởi hiếm khi du khách được thưởng thức cảm giác tàu hỏa đi trên mặt nước do thủy chiều gió mùa khiến mực nước ở hồ dự trữ nước lớn nhất thái lan lên cao Năm ngoái tôi đã muốn di chuyển trên tàu nổi này, tuy nhiên vé hết quá nhanh. Năm nay tôi phải tìm mua ngay từ đầu, cảnh tượng thật tuyệt vời, khung cảnh như tranh vẽ, vì năm nay nước lên rất cao. Năm nay nước lên cao hơn năm ngoái, thậm chí còn cao hơn cả đợt lũ năm 2011, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp. Chuyến tàu khởi hành từ thủ đô Bangkok đi qua đập Pasak, Jolachit ở tỉnh Lopburi và kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Trong hành trình tàu dừng lại trên đập để du khách ngắm cảnh và chụp ảnh. Chuyến tàu này chỉ hoạt động vào cuối tuần từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Hiện tất cả vé đã được bán hết.